rồi vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại Cầu giảm xã Tân Hương huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương Hôm nay em nên cho các bác Một cây à, điện thoại iPhone 12 Pro Max Bản 2, mươi à, 128GB các bác nhé Bản quốc tế của Nhật Bản cực kỳ đẹp các bác này Cực kỳ chất luôn rồi, Máy cực kỳ chất nhé Đây em quay chi tiết các bác xem Không có sức sát hay bẹp méo gì các bác nhé Cực kỳ đẹp luôn Vàng ống như thỏi vàng các bác này Đấy, cực kỳ chất luôn 12 pro max à, trên thị trường dạo này à, rất là ít hàng các bác nhé Đấy, những cái hàng à, mông mã sửa chữa thì không nói nhưng mà hàng zin như này rất là ít các bạn đặc biệt con này pin à, còn 99% các bác nhé pin rất là cao còn 99% con này được sản xuất ngày 12 tháng 6 năm 2020 các bác nhé pin rất là cao pin zin các bác nhé Đấy, pin zin. Đây các bác này. Đấy, con này là pin zin. Tất cả chính hãng này các bác nhá. Con này là phiên bản iOS 16.0 các bác, ạ. 12 Pro Max. Con này là bản Nhật nhưng mà quốc tế các bác nhá. Đây. Pin rất là cao, 99% các bác nhá. Những cây pin cao như này trên thị trường rất là ít các bạn. Đấy mà giá thành thì con này như pin bình thường các bác nhá giá em bán bằng pin 8x thôi các bác nhé khuyến mại một cây duy nhất cây này em bán đầy đủ phụ kiện giá 16 triệu các bác nhé chỉ một cây duy nhất được các bác ạ pin 99 mà giá như là pin 8x các bạn rồi, rồi. đây nâng zin hết các bác vuốt này rồi các bác nhận được về cứ vuốt như thế này nè chỗ nào nó sượng cái nào biết ngay các bác nhé kiểu gì kiểu khi người ta mông má làm lại thì nó cũng không được như zin các bạn đấy. các bác nhận máy về các bác cứ vuốt như thế này đấy là cách đơn giản nhất để kiểm tra xem lưng nó có bị thay không bất kỳ cái dòng nào các bác nhé từ iPhone 8 và nớt trở nên các bác vuốt này và những cái khe viền này các bác này đấy. Đấy. nó phải như sợi chỉ này đấy. như sợi chỉ thế này thì mới là không bị à, thay lưng các bác nhé rồi cái khe nó khít như thế này này các bác này rồi, camera đây. Cực kỳ đẹp luôn các bác này, cam này. Không có một vết nào các bác nhá. Rồi, các bác nhìn thế này là cái mặt kính này nó sẽ cao hơn cái rèm này các bác này. Đó, nhìn thì thế này nhá. Nhìn thực tế thì nó rất là đẹp các bác. Rồi, các bác nhìn này. Máy này. Siêu đẹp luôn các bác nhá. Đây em quay chi tiết cho các bác xem này. Rồi, siêu đẹp các bác này. Bao zin từ A đến Z các bác nhá. Không zin em tặng luôn máy các bác nhá. không zin tặng luôn máy. Và bao quốc tế chọn đời các bác nhá. Kể cả 10 năm sau các bác mua máy nhà em báo cây này nóc rồi em vẫn đổi cho các bác cây khác. Riêng đặc biệt nhà em đấy. Bao quốc tế chọn đời cho các bác luôn. Cái cây này em bảo hành cho các bác một năm nhá. Tháng đầu nỗi đổi mới các bác Bao ship toàn quốc. Các bác ở gần đây có thể qua xem trực tiếp địa chỉ nhà em tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Còn các bác ở gần nhà em cách nhà em tầm 3-40 km mà ngại thì các bác chỉ cần đặt cọc cho em là em cho thợ đến ship đến tận nhà cho các bác này Chuyển đổi cho các bác danh bạ từ máy cũ sang máy mới Danh bạ hình ảnh Zano Facebook các bác nhé Đây là những cái hạt cát này Đó. Còn các bác ở gần thì có thể qua xem trực tiếp Còn các bác ở xa nữa kể cả các tỉnh phía Nam này em ship qua bưu điện cho các bác nhé Các bác nhận được máy kiểm tra máy Kiểm tra nếu như email của máy mà nó trùng với giấy bảo hành là ok các bác nhé Đấy, Trên giấy bảo hành thì em nó có email của máy Thì bất kể máy gì thì các bác cứ bấm vào bàn phím các bác bấm sao thăng không sáu thăng Là nó sẽ ra email Đây email con này đây các bác nhé Tam hoa 8 này xong bắt đầu 901 các bác nhé Đây này em kiểm tra cho các bác xem này Ở Email trùng khai sim Cơ anh cái Cây này zin từ A đến Z các bác nhé Những cây đài cao này nhà em đều Phải chọn từ cái khay sim này Cũng phải trồng y các bác này Rồi 888901 các bác nhé Email của máy đây Đấy Email của máy đây Cầm cho các bác xem 889 này. 01. Đấy, nắp anh okay. Bao zin cho các bác từ nhỏ nhất được cái khay sim các bác. Đấy, cái khay sim là cũng phải trùng theo máy các bác nhá. Bác nào thích thì liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại này nhé Ngoài máy này ra thì nhà em có đầy đủ các loại máy nhá à, Các video trước nhà em đã giới thiệu cho các bạn Đấy hôm nay về được một cây duy nhất này thì em uh, giới thiệu cho các bác thôi Em xin được tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.